Trời nắng nóng, mẹ chồng rủ con dâu lấy nệm quăng xuống mương nằm cho mát khiến dân mạng bái phục vì độ lầy lội. Trong video khi đã thả nệm xuống mương, người mẹ chồng liền lấy đà phóng từ trên cao xuống dưới. Chiếc nệm vốn dĩ là mút xốp khí, liền trở thành nệm phao lớn giúp bà nổi lên mặt nước. Thấy thế bà rất thích thú cười liên hồi rồi tạo đủ dáng nằm trên chiếc đệm trôi mương này sau đó khi con trai và con dâu hăm dọa rằng sẽ đi mách cha thì bà lại giả vờ nhắm mắt nói đừng có mách cha trời đang nóng đấy để mẹ ngủ một chút coi chưa hết cảm thấy chơi một mình không đủ vui khi con dâu đứng trên bờ và liên tục nói coi mẹ nàng nghe nhảy xuống đây với mẹ nè sau đó bà con nằm nhích qua một bên trừ chỗ cho con dâu chừng chừ một hồi thì nàng dâu cũng nhảy xuống nằm kế bên mẹ bộ đôi mẹ chồng nàng dâu này được phen nghịch nước hả hê. Sau khi đăng tải đoạn video nằm thả trôi mương của hai mẹ con đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, thu về hơn 6 triệu lượt xem sau 2 ngày đăng tải. Đa số thì người xem đều cảm thấy có bà mẹ chồng này quá hồn nhiên và đáng yêu, nghe tiếng mẹ cười thôi cũng đủ thấy vui theo rồi. Nhiều người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với nàng dâu này vì may mắn có được người mẹ chồng thân thiết như mẹ ruột vậy. Ước được mẹ chồng như vậy, gia đình hạnh phúc quá. Bên cạnh đó, khi lướt xem trên kênh tiktok của Kim Nguyễn, thì có thể thấy bộ đôi mẹ chồng nàng dâu này rất thân thiết, không thua gì hội chị em cày khế. Không chỉ nghịch nước tắm ao chung, hai mẹ con còn thường xuyên bày trò chơi nhà tròi, chơi đồ hàng. Ngoài ra, cô cũng được mẹ chồng cân chịu hết mật. Chỉ cần con dâu thèm ăn món gì thì mẹ sẽ sắn tay vào bếp làm cho cô ăn. Nhiều người sau khi xem video của cô nàng đều bình luận xin vía mẹ chồng bạn. Một cư dân mạng bình luận: "Cha mà coi được video này kiểu, hàng chi tối hôm đó bá cho mình nằm chiếu, mà nhìn hai mẹ con nhà này hồn nhiên và dễ thương ghê. Cuộc đời này cho ta nhiều cơ hội được thoải mái như vậy, bỏ bớt đi tâm tư để sống vui vẻ phút chốc không ai cấm."